Hiện Công an huyện Yên Thành, Nghệ An đã tạm giữ bà Nguyễn Thị Hường 1953, trú xã Hậu Thành, huyện Yên Thành để điều tra vụ việc liên quan đến cái chết của em Nguyễn Thị Tờ, 2008, học sinh lớp 6 và là cháu nội của bà Hường. Nguồn tin trên trang Dân Việt Nam cho biết, tại cơ quan điều tra, bà Hường khai rằng hai vợ chồng ông bà chăm cháu Tờ từ nhỏ để bố mẹ cháu vào miền Nam làm ăn. Tuy nhiên, khi con trai bà bố cháu Tờ về quê thì thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Bố của cháu Tờ đối xử với họ không ra gì. Hồi đầu tháng, bà Hường mua thịt nấu cho chồng ăn nhưng bị con trai chửi bới. Chồng bà Hường hôm đó bỏ ăn, khóc và dọa sẽ tự tử. Dân Việt Nam trích dẫn lời khai của bà Hường. Camera bên đường quay lại cảnh hai bà cháu đi cùng nhau trước khi Tờ mất tích. Ảnh bồ. Cũng theo thông tin trên trang này, bà Hường cho rằng cháu nội từ nhỏ đã nhiều lần hỗn láo với ông bà. Hôm xảy ra vụ việc ngày 3 tháng 11, bà Hường đang đi thì gặp cháu nội nên hai bà cháu đi chung về. Trên đường, bà lại nhắc đến chuyện bố con Tờ hỗn láo nên xảy ra to tiếng giữa hai bà cháu. Lúc này, bà Hường bắt đầu nảy sinh ý định sát hại cháu nội. Đối tượng nhờ cháu Tờ chở vào khu vực đập nước Bào Ganh để tắm rồi bảo cháu cọ lưng cho rồi lợi dụng bất cẩn, bà Hường đã xô cháu Tờ xuống nước. Được biết, trong lúc xô cháu ngã, người đàn bà này cũng trượt chân theo nhưng ở gần bờ nên bám lên được, còn cháu Tâm chết đuối. Hình ảnh camera ghi lại cảnh Tâm chở bà nội bằng xe đạp điện trước khi mất tích. 21 giờ cùng ngày, người đàn bà này tiếp tục bắt xe ra Hà Nội để làm giúp việc bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra. Trả lời trên Helino, ông Nguyễn Duy Cường, trưởng công an xã Hậu Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An, cho biết các cháu ở nhà ông bà nội chăm sóc và cho ăn học tất, tuy nhiên kinh tế thì do bố mẹ cháu gửi về. Cháu Tờ là con thứ hai trong gia đình có 4 người con, bố mẹ em đều đi làm xa đồng thời có gửi gắm bé Tờ ở nhà với ông bà nội từ lúc 4 tháng tuổi. Ông Phạm Văn Luyến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hậu Thành tiết lộ trên báo Tổ quốc rằng bà Hường có thời gian đi theo hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ, nhưng sau khi được tuyên truyền và hội này bị dập thì bà Hường không tham gia nữa. Còn về phía bà Hường chưa có tiền án, tiền sự gì trước đó. Con đập nơi tìm thấy thi thể nạn nhân. Trước đó, chiều 3 tháng 11, em Tờ cùng nhóm bạn đi xe đạp điện đến xóm Phú Thượng xã Hậu Thành để dự sinh nhật bạn. Đến chiều 4 tháng 11, không thấy cháu Tờ về nhà, người thân đi tìm kiếm thì thấy xe đạp điện, mũ và áo của Tờ để ở đập nước Bào Ganh. Nghi có điều không lành, người thân đã trình báo công an để điều tra làm rõ. Đến sáng 5 tháng 11, người thân phát hiện thi thể nữ sinh Tờ nổi trên đập nước Bào Ganh. Bà Hường sau đó được công an mời về làm việc và tạm giữ để điều tra. Tại cơ quan công an, đối tượng đã khai nhận ra tay sát hại cháu nội.